Bởi tôi nói là vợ chồng quan gia, quan gia xong rồi chào bà vợ chào chồng, chồng chào vợ đi rồi về về Phật giới thì đâu còn cái chuyện âm dương nữa đâu mà quan hệ nữa. Ở trong thế giới này bắt buộc phải tuân thủ âm dương, không cách nào thoát ra nữa đây. Bởi vì ta bảo tu thiền tông phải khéo. Bởi vì tại sao người ta nói thiền sư không lưu dấu vết là cái chỗ này nè. Ông đến ông dạy mà không biết ông thiền sư đâu, ông nói cho biết thì đi. Mà sở dĩ bây giờ cái chùa Tân Diệu công bố quyền ký ra bắt buộc tôi phải ngồi đây thôi, chứ khi tôi đi ra rồi có ai biết đâu, ai biết tôi làm cái gì, thấy không? Tại ngồi đây mới biết, chứ giờ tôi vô mấy cái quán nhậu ai biết tôi ông thiền gia này. Đi ra ngoài không cho lưu dấu vết mới tu thiền tông. Còn ra mà truyền thiền cái đem về đeo đi ra ngoài ngoài chợ chết ngắt luôn á, 5 phút sau nó biết hết. Rồi hỏi tiếp đi. Câu hỏi tiếp theo. Con có nhà cha mẹ cho cách đây là 20 năm, giờ cha mẹ đã mất. Hai vợ chồng con đứng tên và bây giờ muốn bán nhà để lấy tiền làm ăn, như vậy có bất hiếu là sai gì bán nhà của quyền không ạ? À? Thế này cái đó mình không nói được. Ta nói mình đến với cha mẹ, một là trả nợ, hai đòi nợ, có nghĩa là ổng để lại mình đòi nợ ổng bả đó, thì muốn làm gì làm. Có nghĩa là ổng bả chết để lại một cái tài sản là ổng trả nợ cho mình đó. Muốn sử dụng gì sử dụng, muốn làm cái gì cũng được, không có lấy. Bởi vì con người nó qua rồi, bây giờ tổ tiên mình đó, từ ổng cố ông sơ mình có khi nào gặp nó lại không? Có nghĩa là chết rồi thì kể như là xong rồi đó. Cái đời này nó đi qua rồi, cha mẹ vợ chồng con cái chết rồi đã là xong, bởi đi luân hồi mà. Ví dụ ở đây cha mẹ mình tu tịnh độ mà chết thì lên trển ở rồi phải lên, phải vui quá sao còn nhớ vậy nữa, thấy không? Nhưng mà có một điều á, khi mà chết rồi mà không đi luân hồi mà vô làm loài thánh thì được quyền dòm trong nhà đó. Bởi vì tại sao, tại sao cái người mà trong cái gia đình mà chết á, người thân về gây lộn nói chuyện này kia nè, biết người đó ở đâu, tự biết, tôi không nói. Khi mình người chết rồi mà về nhà nói này nói kia là người đó ở đâu, nó ở có cái đẳng cấp là thành thánh á. Tôi nói vậy hiểu sao hiểu. Còn nếu mà trong dòng tộc thì không phải luân hồi rồi, còn nếu lên cả cõi trời xuống này chi nữa. Giống như mình ở thế gian này mà đây mình ra nước ngoài mình sống rồi, làm sao biết ở gia đình mình được, phải không? Mình phải hiểu cái nguyên tắc. Bởi vì đạo Phật á, chỉ rất rõ, đi ra đời, cái thiền tông ra đời để làm cái gì? Để chỉ rõ ràng từng giai cấp, từng chủng chủng loại trong trái đất này, rồi từng chủng loại trong tam giới luôn. Đạo Phật nó ra, thiền tông nó ra đời để nó chỉ, rồi nó chỉ cái quy luật nhân quả luân hồi, rồi chỉ cái quy luật thoát ra quy là nhân quả luân hồi. Đó, đạo Phật thiền tông nó có đặc biệt vậy thôi. Rồi câu hỏi tiếp đi. Câu hỏi tiếp theo. Những bậc làm cha mẹ mà có phá con trong cái lúc mang thai á, thì sau này người cha mẹ đó muốn tu thiền tông thì đứa bé đó nó có phá, quay lại phá cái người cha mẹ này tu thiền tông không ạ? Tu thiền tông á, nếu cha mẹ tu thiền tông đẻ ra con hoàn toàn không ai không phá. Nó có cái lực dương nó mới vô được nha. Nó vô dương là nó vô, nó ủng hộ. Trừ trường hợp mà có con trước biết thiền tông sau là khác. Một, đa số có con trước mà vô thiền tông thì có 50 thôi. Trung bình 50 nó theo, 50 nó không theo. Bởi vì đó nó theo cái nghiệp của nó mà. Theo nghiệp đó tôi vô tôi phá ông này nè. Tôi phá bà này. Bà nuôi tôi, bà thấy tôi, bà thương lắm. Có gì tôi đòi về bảo cho hết. Là nó lên nó đòi nợ. À, còn vô nó có hiếu này là nó trả nợ. Còn tất cả vợ chồng tu thiền trong trước sanh con sau hoàn toàn không phá. Những cặp vợ chồng ở nên đẻ nhiều nhiều chút đi, đang gì đang đưa về Phật giới nhiều chút, tạo công đức luôn, tạo công đức bằng trong gia đình. Giờ con hỏi tiếp đi.